10 cảnh tượng thiên tai vỡ đập thủy điện được camera ghi lại. Vụ lở đất lớn xảy ra ở huyện phía Tây Nam Trung Quốc hôm 11 tháng 7 năm 2019 khiến đường xá bị chặn và một đập thủy điện bị vỡ. Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này ở huyện tự trị Ebianji, tỉnh Tứ Xuyên. Có thể thấy, khối lượng lớn đất đá và cây cối từ một sườn núi đổ ập xuống và chắn ngang một con đường. Vài người gần đó được nhìn thấy đang tháo chạy khi núi lở. Một số túp lều nhỏ ven đường cũng bị chôn vùi vô cùng kinh hãi. Gần 20.000 mét khối đất đá mảnh vỡ đã được lấy đi khỏi hiện trường vụ sạt lở và may mắn không ai bị thương vong. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và thú vị nhất. Mười cảnh tượng thiên tai vỡ đập thủy điện được camera ghi lại. Năng lượng nước là một trong những năng lượng không thể thiếu đối với sự sống của người. Tuy nhiên, nó cũng gây ra không ít thiệt hại nếu chúng ta không kiểm soát nó. Một bức tường bằng nước có thể làm một thành phố biến mất trên bản đồ chỉ bằng vài phút khi vỡ đập. Điển hình như thời gian gần đây, với sự cố vỡ đập của Trung Quốc hay sự cố vỡ đập kép của Mỹ đã gây ra không ít thiệt hại về người và của. Để hiểu rõ hơn về những sự cố chết người này, chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh vỡ đập được ghi lại bằng máy ảnh dưới đây. Thảm họa đập Brumadinho. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2019, vỡ đập Brumadinho ở Brazil đã đưa đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một con đập khai thác quặng sắt của tập đoàn Vale tại Corio do Faro gần thị trấn Brumadinho bị sập và xả toàn bộ khối bùn độc hại vào khu vực dân cư Brumadinho. Bùn ập xuống các văn phòng của Vale ở địa phương, bao gồm một căng tin đông người và quét qua khu dân cư đông đúc ở vùng thấp. Vụ việc khiến 270 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Hầu hết những người thiệt mạng đều là nhân viên của Vale. Người ta ước tính rằng chất thải của sự cố này gây ô nhiễm hơn 300 km sông với các chất độc hóa học. Nhiều giả thuyết đưa ra về nguyên nhân đập thủy điện sập nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Có ý kiến cho rằng do áp lực nước của cơ sở hạ tầng dẫn đến vỡ đập nhưng hiện tại vẫn không có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, một loạt bài đăng trên các phương tiện truyền thông cáo buộc công ty về việc thiếu trách nhiệm với công trình. Bài đăng cho thấy công ty đã nhận thức được một số vấn đề quan trọng về cấu trúc của đập và khả năng bị hỏng cao gấp 2 lần so với mức rủi ro tối đa nhưng vẫn tiếp tục để đập hoạt động. Hình phạt dành cho tập đoàn khai thác khoáng sản Vale là khoản tiền 50 triệu đô la phí môi trường, 3 tỷ đô la tài sản bị chính quyền phong tỏa và 16 cá nhân bị buộc tội phải chịu trách nhiệm. Thảm họa đập Mariana. Một thảm họa tiếp theo vẫn có liên quan đến công ty Vale ở Brazil là vỡ đập Mariana. Ngày 5 tháng 11 năm 2015, đập ngăn bùn quải thẳng sắt của công ty Samarco, liên doanh giữa công ty Vale của Brazil và tập đoàn BHP Billiton của Anh Úc bị vỡ. Ngay lúc đó, 60 triệu tấn bùn tràn xuống làng Bento Rodrigues, cách thành phố Mariana, Brazil 35 km, làm 19 người thiệt mạng. Lũ bùn đổ quanh đã gây ô nhiễm nghiêm trọng con sông Rio Doce, nơi vốn là nguồn cung cấp nước cho dân cư. Công ty quản lý bị phạt khoảng 20 tỷ tiền Brazil, hoặc 4,8 tỷ đô la, chưa bao gồm tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và chi phí khắc phục môi trường. Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp khổng lồ của Trung Quốc được cho là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nguyên nhân bắt nguồn từ trận lũ lụt ngày 19 tháng 7 năm 2020. Đập đã nhận hơn 59.465 mét khối trên giây đổ vào hồ chứa nhiều hơn so với bản kế hoạch. Người điều hành đập cho biết cấu trúc của đập có dấu hiệu bị rò rỉ và biến dạng. Thông tin về hiện trạng con đập là điều đáng báo động, nhưng họ khẳng định con đập đang hoạt động tốt và an toàn để sử dụng. Người dân các tỉnh dọc theo hạ lưu sông Trường Giang đã và đang chứng kiến nhiều diện tích đất bị bao phủ trong nước lũ. Có rất nhiều suy đoán cho rằng đập thủy điện lớn nhất thế giới Tam Hiệp có thể sụp đổ hoàn toàn nếu như các cơn lũ vẫn tiếp tục xuất hiện. Một video ẩn danh được đăng tải trên các diễn đàn đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Video cho thấy nếu con đập bị sập có thể nhấn chìm cả một thành phố rộng lớn trong vài giờ đồng hồ. Điều này khiến nhiều người lo sợ thị trấn và thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang sẽ nhanh chóng bị xóa sổ. Con đập này nếu tiếp tục chịu áp lực từ lũ lụt thì thảm họa sẽ xảy ra với không chỉ người dân Trung Quốc mà còn với cả các nước láng giềng. Khủng hoảng đập Orville.
Tháng 2 năm 2017, cuộc khủng hoảng đập Orwell khiến nhiều cư dân hoang mang cũng như lo sợ về việc vỡ đập. Đập chính Orwell trên sông Fraser, phụ lưu của sông Caramento thuộc bang California phía tây nước Mỹ. Đây là hệ thống đa mục tiêu khá điển hình, kết hợp các nhiệm vụ cấp nước, kiểm soát lũ, phát điện, nghỉ dưỡng, đẩy mặn ở hạ du, đồng thời bảo tồn sự phát triển của tự nhiên như thủy sinh, cải thiện chất lượng nước lưu trữ trong hồ nhân tạo. Khả năng lưu trữ nước có thể lên đến 4,3 nghìn tỷ lít nước. Lũ lụt ở California đã tạo ra một tình huống rất nguy cấp cho con đập khi lượng nước trong hồ ngày càng vượt nhiều so với dự kiến. Lượng nước trong hồ ngày 6 tháng 2 năm 2017 tăng từ 849 m3 trên giây lên tới 3.681 m3 trên giây vào ngày 7 tháng 2, cuối cùng ngày 9 tháng 2 đạt đỉnh điểm 5.392 m3 trên giây. Ngày 10 tháng 2, nhà chức trách đã cho xả bớt nước sau khi nhiều mảng bê tông từ đập tràn được phát hiện dưới kênh. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 2 năm 2017, lượng nước ở hồ Orwell cao hơn mức trung bình 901 feet và nước bắt đầu tràn qua đập tràn khẩn cấp. Nếu không thể kiểm soát được lượng nước, có thể khiến sụp đổ toàn bộ cấu trúc đập và gây ra lũ lụt cho cư dân ở hạ lưu. Chính phủ đã điều 23.000 vệ binh quốc gia đến để giúp đỡ, sơ tán, cứu trợ dân cư ở vùng ven sông. Trước nguy cơ vỡ đập, 200.000 người dân California đã sơ tán ra khỏi khu vực gần nguy hiểm và di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Vỡ đập Itaúangou. Đập Itaúangou dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018, được đánh giá là công trình thủy điện lớn nhất Colombia. Đập thủy điện lấy nước từ sông Cauca mang theo nhiều hy vọng của chính quyền cũng như người dân về lợi ích kinh tế nhà máy đem lại. Tuy nhiên, những ngày trước khi hoàn thành, công trình lại trở thành mối lo lớn của đất nước này. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2018, đã có 3 lần đá núi xung quanh sạt lở do mưa lớn, đổ lấp đường hầm dùng chuyển hướng nước sông Cauca đi nơi khác. Do vậy, nước sông đã đổ vào hồ chứa sâu 220m chưa hoàn thành. Theo dự kiến, đến ngày 1 tháng 7 mới tích nước. Nước sông tràn tự do qua các phòng chứa, tua bin và bất kỳ ngõ ngách nào nó có thể chảy được. Điều này còn gây nguy cơ cho việc mất mát các phương tiện làm việc cũng như ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân cũng như người dân ở vùng hạ lưu. Ngày 12 tháng 5 năm 2018, áp lực nước từ mưa lớn bờ sông Cauca đã vỡ do lở đất khiến một đường hầm tại đập thủy điện bị tắc. Vụ vỡ bờ sông này khiến cho 63 ngôi nhà, một trung tâm giáo dục, phòng khám và cầu dành cho người đi bộ bị phá hủy vì nằm ngay trong con đường lũ quét. Lãnh đạo dự án cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, đó là khi vỡ đập, nước sông Cauca dâng cao bất thường, không thể kiểm soát được, khiến các khu dân cư dưới hạ nguồn ở tỉnh Antioquia sẽ bị ngập lụt. Gần 5.000 người ở khu vực hạ nguồn đã được sơ tán tới các khu trú ẩn. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo người dân sơ tán khỏi vùng nước ngập gần sông Cauca. Quân đội đã được huy động để hỗ trợ sơ tán người dân tới các địa điểm an toàn. Sập đập ở Michigan. Ngày 19 tháng 5 năm 2020, việc sập hai con đập ở miền trung Michigan đã gây hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng nghìn công dân. Đập Edenville vỡ khiến nước lũ tràn vào thành phố, quét qua nhiều ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và đe dọa tới công ty hóa chất, nhà sản xuất nhựa nằm gần sông Tibabawasi, cách đập Edenville khoảng 16 km về phía nam. Mưa lớn kéo dài cũng khiến con đập thứ hai, Sharfoss, bị vỡ. Điều này đã gây nên trận lũ lụt tệ nhất trong lịch sử 500 năm qua ở nước Mỹ. Dòng nước xé toạc các tòa nhà, phá vỡ các con đường và cây cầu, làm hư hỏng hoặc phá hủy khoảng 2.500 tài sản, cũng như gây ra nỗi lo ô nhiễm như quét qua nhà máy hóa chất hay các bãi thải nguy hại. Nó cũng nhấn chìm trung tâm thành phố Midland, một thành phố gồm 40.000 người dưới gần 3 mét nước. Thảm họa gây ra thiệt hại ít nhất 175 triệu đô la. Các chuyên gia nói rằng nhiều sự cố như vậy có khả năng xảy ra trong tương lai vì phần lớn các đập của chúng ta không được bảo trì thường xuyên và thiết kế xây dựng không chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vụ nổ ống nước Kelv. Sự cố về vụ nổ ống nước Kelv không thuộc về nội dung đập, nhưng nó cũng gây ra thiệt hại và được camera ghi lại một cách chân thực. Ngày 29 tháng 5 năm 2017,
một đường ống nước ngầm ở thủ đô Kiev của Ukraine sau 37 năm nằm dưới lòng đất mà không được đưa vào hoạt động, đã bất ngờ phát nổ, gây ra nhiều thiệt hại cho người dân địa phương. Camera đã ghi lại được những hình ảnh đầy đủ về mặt đất bắt đầu rung chuyển, nứt toát và nhanh chóng phát nổ. Đất đá bên dưới lòng đất bắn tung té khắp mọi nơi, làm vỡ cửa kính ô tô và gây hư hại một số công trình kiến trúc gần đó. Sau vụ nổ, trên đoạn đường xuất hiện một lỗ hổng to giống như hố tử thần sâu tới 6 mét. May mắn thay không có bất kỳ người nào bị thương trong vụ việc. Các bạn vừa xem xong những cảnh tượng thiên tai vỡ đập ghi lại bởi camera. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới.